Xin chào quý vị và các bạn. Rét đậm, rét hại đã quay trở lại các tỉnh thành miền Bắc từ hôm qua và sẽ kéo dài trong ngày hôm nay. Đây là đợt rét đậm, rét hại thứ tư kể từ đầu mùa đông cho đến nay. Tuy nhiên, theo dự báo, đợt rét lần này sẽ không kéo dài như ba đợt trước. Cụ thể là trong trưa chiều nay, do nằm sâu trong khối không khí lạnh ổn định cho nên trời không mưa, có nơi hửng nắng. Nhưng nhiệt độ vẫn duy trì ở mức thấp, cao nhất ngày hôm nay vẫn phổ biến ở dưới mức 17 độ. Phải từ ngày mai khi mà khối không khí lạnh suy yếu thì nhiệt độ sẽ tăng dần vào ban ngày. Với các tỉnh thành miền Trung, do yếu tố địa hình đón gió cho nên trời nhiều mây và có mưa rải rác dọc các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Khánh Hòa. Do tác động của không khí lạnh và mưa nên rét đậm cũng xảy ra tại các tỉnh phía Bắc đèo Hải Vân. Càng vào phía Nam thì nhiệt độ tăng dần, nhưng cao nhất tại các tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận cũng phổ biến ở dưới mức 28 độ. Trong khi đó, tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trời phổ biến nắng ráo. Nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay tại Tây Nguyên là từ 23 cho đến 26 độ và từ 29 cho đến 32 độ tại các tỉnh thành Nam Bộ. Chỉ lưu ý là về đêm và sáng, trời rét ở Tây Nguyên và lạnh ở miền Nam do không khí lạnh khuếch tán xuống. Quý vị chú ý trang phục phù hợp để đảm bảo sức khỏe trong những ngày nhiệt độ chênh lệch ở mức cao. Chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển. Do ảnh hưởng của không khí lạnh cho nên toàn Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, gió Đông Bắc duy trì cường độ mạnh, biển động. Riêng khu vực phía Nam trời còn nhiều mây và có mưa, cho nên nhìn chung thời tiết và tình trạng biển không thuận lợi cho các hoạt động hàng hải. Như vậy là trong ngày làm việc đầu tuần, rét đậm, rét hại bao trùm hầu khắp các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, còn Tây Nguyên và Nam Bộ nắng ráo, thuận lợi cho các hoạt động thường nhật của người dân. Đến đây bản tin thời tiết sáng ngày 18 tháng 1 của Đài truyền kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.